Hello. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em luôn nha. Và quay trở lại trên kênh của mình. Mình ấy là Huy Hiệp đây. Đến với trận đấu hôm nay, mình lại đi solo danh nha anh em. Bây giờ có nhiều này quá anh em ơi. Xem nhau là những gã khổng lồ. Những gã khổng lồ bị căn bệnh Corona. Chủ nhật hàng tuần. Sinh tồn vào lúc 16 giờ chủ nhật hàng tuần. Và chủ nhật tuần này ngày 9 tháng 2 sẽ diễn ra khai mạc đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, giải đấu chuyên nghiệp đỉnh cao nhất của Free Fire Esports Việt Nam. Đừng quên theo dõi thông tin và cổ vũ để tuyển mình yêu thích tại fanpage Huyền Thoại Sinh Tồn nhé. Free Fire cái gì kia, liên ghi Free Fire Việt Nam đấu trường sinh tồn. Ai đây? Những gã khổng lồ. Sao không thấy mặt tụi IS Mobile ở đâu hết? Buồn quá. Ok nha. Mấy hôm trước mình làm bị gián đoạn là do mình toàn đi sập nguồn anh em. Mình mặc quần áo này xem nó có giống bot không anh em. Giống bot quá chứ. Cái giải này này, một chút xíu thôi là mình được 2.000 kim cương rồi, cay quá anh em. Vào rồi anh em. Từ từ thử ghép về một bạn ngẫu nhiên anh em. Quân đoàn thì quân đoàn phú. Toàn là quân đoàn fake anh em. Mình tạo quân đoàn rồi nhưng mà cho cái gì ở đấy. Vô. Dạo này nhạc mình mới sinh 2-4 thôi nhá. Các bạn nào xem mình nhiều thì các bạn biết rồi. Nghỉ cả tuần anh em ạ. Livestream phải gọi là xuyên luôn. Phê quá anh em. Bạn nào mà chẳng thích nghỉ. Cái bệnh gì ấy nhỉ? Colo Sô-cô-la hay là colo nhuê. Căn bệnh ấy bây giờ thịnh hành lắm anh em. Thịnh. Một khi mà chưa có thuốc giải ấy. Ôi giời ơi. Thì còn lâu phải đi học. Thì càng ở nhà. Ui ôi. Tiểu quỷ cái này. Những lúc mà mình livestream ấy mà thành công ấy, mà không thành công là bị sập nguồn ấy, thì toàn top 1. Cày quá anh em. Anh em nào mà xem mình livestream thì biết mình rồi đấy. Dùng AK vứt tâm lên đầu 2 viên sổ xong luôn. Nhẹ nhàng. Vút tâm không phải cứ thế là vớt lên được luôn đâu anh em. Ít nhất phải bắn 1 đến 2 viên vào người. Trừ khi anh em biết lia tâm. Ôi đắp nữa anh gì à. Khổ quá. Nhảy, ai làm gì bạn đâu. Ôi bạn ấy nhấn ở chỗ thung lũng ấy để ta sửa cơ khí. Có thể ở đâu. Ở khu dân cư. Ok. Mình tự định nhảy ở chỗ giống như là nhà máy điện nhá. Anh em nếu muốn chơi. Thích thì chơi, không thích thì chơi. Bài hát nó gọi là mình nghe bài hát thì buồn cười á. Bị lag, bắt đầu lag rồi đấy. Thích thì chơi, không thích thì chơi. Không thích thì chơi mà thích. À thích thì chơi mà không thích thì chơi. Đó là cả bụng.
Mình nghe đi nghe lại không hết, không nhịn cợt mùi lác lác. Trừ máu biết ngay. Đồng đội không chắc lại là đồng đội fake rồi. WAZ quỷ 152 1625 cái gì ấy? Mình quá anh ạ. Bây giờ 4 rưỡi rồi. Ok. Một khẩu súng bắn xa tuy không được tốt lắm nhưng có hơn không. Lông nhông mà hơn không có gì anh em nhé. Với cả mình đã không hợp nhau đi cùng nhau chẳng được cái gì. Lạc bị chết. Các bạn thì cũng biết mình rồi. Chơi không không chơi. Chơi phải chơi theo cách hổ báo. Đồng đội đi đâu theo đấy luôn, không biết. Ủa đồng đội hay xa rồi đấy. Đồ chưa có nhiều. Tích đủ đồ rồi mình sẽ phượt đến chỗ bạn ngay. Chắc không có người à? What? Từ từ. An toàn. Quả đấy mình quên chưa cả cầm súng kia. Ui cuốn lại tự nhiên một đội đéo nữa đến cay quá chưa có biết gì chơi bên này thì được mình hiển thị trên trên radar bây giờ cay quá anh em cay quá. Bạn bạn kia có cái bạn lúc ấy còn cầm cái gì chém chém linh mới kinh nha anh em. Bạn ấy giết ai chưa mà ba người xem bạn ấy cơ. Kinh quá nhỉ. Nhảy hay quá. Mình xem mình ghét nhất là ai mà cứ cho cái tầm nhìn nó cúi cúi thấp xuống ấy, nhìn nó khó chịu. Thôi thôi, mình đã tắt nhau, mẹ mình về.